Rồi, nhớ đây rồi, ngồi đâu đi cùng. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ, chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm. Năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng, là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình, chị nghe thử coi. Ủa chưa chị chưa sao ý sao của sư đoàn hoàn lín của chín thên tị sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. À, rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình Dương luôn hả? Bình Dương đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, là gần nhau anh gần ơi. Gần nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có bốn anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa. Còn mình chị. Em phải không? Dạ. Mới 34 tuổi rồi tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ có chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi. Và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. Sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết chứ gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy. Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó. À, dọn dẹp chịu nhà cửa. Trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí, với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tính của mình nó vậy rồi, chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu chị. Khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Okay, về điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Hoạt bát, nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi, thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí, nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn á phải không? Chơi quên đường về luôn á phải không? Vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em trải qua 3 mối tình, mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương nên hai người nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai cao ráo mà có 3 mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Có nhiều phụ nữ theo không? Dạ cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Em ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết vậy. Chưa được mối tình cái nào gì? Hết. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi nhưng mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không tỏ tình với em? Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn công đại luôn, mình có. Tỏ tình luôn. Tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Em làm gì người ta mà mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á. Mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà em làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị. Mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại. Có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó mà sao không tiến tới, không được. Không có sao, cái xong giờ anh đó mời đám cưới luôn. Nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cưới luôn nên em thấy buồn cười thôi.
rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa à. Cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói nhịn bé đó dữ quá, thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng. Thôi để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em thì em không biết hát. Tự nhiên không biết hát bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát, em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát, hát em nghe. Thì lát với lại tối hát nghe. Trời tối là điện thoại hát em ơi, tối hát kia em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè, chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi coi. Rồi. Tìm đi, cổ ở trọng đó, coi coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào, em nói đi. Anh ơi, anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhật anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Tại trong này nè, cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó, tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá. Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi. Em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu khung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... Cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đoán ra chưa? Anh em nào? Đoán anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tự suy nghĩ hình phạt cho đối phương đi. Chào. Chào em. Đâu? Em đón anh nào em đưa cho anh coi. Dạ em đón cái này đúng không? Rồi bây giờ em thấy đúng không? Không, anh cũng ở một bên cạnh nhưng mà bên kia. Bên trái. Rồi bây giờ em đón cô nào em đưa cho cổ coi đi. Đúng không? Dạ đúng rồi, anh hay hiệp. Hay luôn hả? Dạ. Chị nhìn thì tưởng cô này vậy em. Sao đón... anh đón đúng hay vậy anh? Đón đúng hay vậy? Sao anh đón đúng hay vậy? Vậy là chị đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, là em giữ nhất cầm lên tay này nên anh đoán cô này luôn. Cô đó đâu có giữ nhất đâu. Em chọn đâu phải tiêu chí giữ nhất đúng không? Dạ thấy em thấy cũng xinh. Bây giờ phạt cổ gì đây? Nhường phụ nữ để tự chọn. Tự chọn hình phạt cho mình đi. Dạ thôi mình để lần sau nếu mình có cơ hội mình sẽ phạt sao hết anh ha. Cái kiểu mà gian đó bởi vậy là ế đó thiệt. Thế là đó. Em chọn cách đấy khôn quá. Dạ mình chọn đi em. Cô này cũng không biết hát, phạt cổ hát một đoạn. Dạ em hát nếu mà dở quá cái đó anh mới gọi chơi là nha. Phạt. Rồi dạ. Hát dở phải chê chứ. Mời em. Cháu lên bà cho dù mau dao, cầu hương cháu vì cháu không khóc nhè. Thôi tặng hoa cổ đi em. Cũng có cố gắng. À, anh có tặng hoa trái tim. Bỏ hoa tặng em. Dạ rồi, vọng em cảm thích. Ơn anh nha. Dạ em cũng có một món quà để tặng anh. À, anh cảm ơn. Dạ rồi. Trẻ đó, 34 tuổi vậy là trẻ đó. Cảm giác đầu tiên của mình khi mở cánh cửa trái tim này ra. Hôm nay nhìn thấy anh qua khung tim này thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Sao dạ. ngạc nhiên vụ gì? Tại vì xanh nhìn trong hình với lại ở ngoài stylist trong hình style hơn á chị. À, ở ngoài anh cũng style mà. Hai tại vô hình chị. Rồi gì nữa? Dạ em cũng không biết nói gì bối rối quá. Em mãn hay không thỏa theo em mãn. Cảm nhận thì thấy được khoảng bao nhiêu, đáp ứng được khoảng bao nhiêu nhu cầu của em? Có một cái là anh không có thôi, là anh không biết hát thôi à. Còn những cái kia em thấy là phù hợp với em. Thì anh giới thiệu là điểm yếu của anh là hạn chế về văn nghệ mà. Dạ. Thì văn nghệ cũng cỡ em thôi, đâu có thằng nào tệ hơn em được. Dạ hát chắc cả làng bỏ trốn quá. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tạo điều kiện thêm cho hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Một chút xíu nữa thì chị Tường sẽ đi sâu hơn vào cái cuộc trò chuyện này. Mời hai bạn thưởng thức bồ câu quay nè, thịt nai tiêu đen sốt kem nè, tôm hoàng kim sốt chanh, cơm chiên thịt cua sốt cải,
Wow, bốn món ăn hòa quyện ha, trưng bày rất là đẹp mắt thấy không? Bây giờ hai bạn vừa ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự tìm hiểu nha. Nhớ đừng để người ta chạy nha. Dần này lấy dây cột lại chị. Cột lại phải không? Rồi dạ, để chị ra chị kiếm dây. Rồi mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Mời chị. Tự nhiên dạ nha. Mời em. Dạ dạ. Ủa anh xuống với Bình Dương bao lâu rồi anh? Nói chung là đi xuống Bình Dương này thì anh cũng xuống về suốt. Vậy hả? Đi giờ vậy hả? Rồi anh có hay lên ở, anh bây giờ đang ở đâu ở Bình Dương? Anh hiện tại anh ở chỗ Tân Uyên. Tân Uyên mà chỗ nào, xã nào? Ở Khánh Bình. Khánh Bình. Cây xăng Kim Hằng em biết không? Dạ biết. Biết cho đó. Cũng gần đó. Anh làm ở đó luôn hả? Công ty đó luôn hả? Công ty cách đó khoảng một cây. Mà anh làm ở đó lâu chưa? Làm đó cũng mới, anh mới xuống mà. Mới xuống hả? À, vậy hả? Còn em làm đó lâu chưa? Em làm đây cả chục, hơn cả chục năm rồi. Em quê ở đó luôn mà, làm cũng gần nhà. Ủa vậy anh ở trọ đó hả? Ừ, trọ ở đó. Ủa mà anh học tiếng Hoa đó khó không? Tiếng Hoa thì nói chung nói thì cũng không khó lắm. Nói thôi chứ có viết không? Viết anh viết được một ít. Anh phiên dịch luôn không? Phiên dịch ở xưởng, đa số là nói nhiều. Ồ, chủ quản của anh cũng là người Trung Quốc luôn? À, chủ quản thì người Đài Loan. Em chắc nấu cơm ngon nhỉ? Dạ, nãy em nói là em nấu cho miếng luộc thôi anh. Mà luộc thì tốt cho sức khỏe lắm á. Không có ăn nhiều dầu mỡ. Hôm nào nấu anh ăn bữa. Anh chịu ăn đồ luộc không? Anh nghĩ là em nấu chắc là ngon. Anh nghĩ thôi chứ anh sẽ hết hồn á. Không, nhiều người thường người ta bảo nấu không ngon nhưng mà thật ra là rất là ngon á. Không có đâu anh, ngược lại đó, em có sao là em nói vậy á. Em người thật thà mà. Món luộc là món chính á. Nhưng mà khoản này anh không tin vội được. Không tin nổi hả? Không tin vội. Sao anh không tin tưởng em gì hết vậy? Thì em phải chứng minh đi. Vậy bữa nào đi, em luộc cho anh ăn. Ăn ngon rồi. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon chị. Dạ ngon. Mà lo tâm sự nhiều hơn lo ăn đúng không? Cái cơ hội bữa nay mà đừng bỏ chạy mà chị. À nãy giờ có buộc được chưa? Chị đi kiếm hoài luôn mà không ra sợi dây. Vậy chắc bích cửa quá chị. À, mình lại mình đóng cửa đi. À đóng cửa ra luôn hả? Dạ. Mà sao cô gái dễ thương vậy mà bữa giờ đó giờ 3-4 năm không ai phát hiện ra ta. Không phải đóng cửa đâu em. Anh có đi đâu đâu mà đóng cửa. Sợ anh chạy đó. Không chạy đâu. Gần nhau quá mà tiện giờ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn xíu. Ủa mà sao em lại là biết tiếng Hoa? Em học tiếng Hoa từ khi nào? Em có học xong rồi em lại đi xuất khẩu lao động Đài Loan với Singapore. Đi được bao em, lâu? Qua Đài Loan 6 năm. Xong về xuống Sài Gòn, Bình Dương làm rồi lại về lại đi Singapore. À, rồi đã đi Singapore bao lâu? Singapore em đi được có hơn 1 năm. Phải biết tiếng Anh không? Tiếng Anh thì biết sơ sơ thôi. Chà, về cũng phải có mới vốn mà nha. Giờ đủ điều kiện lấy vợ chưa? Mấy năm đi bên kia thì em về gửi tiền về thì cho bố mẹ xây nhà cửa, mua đất đồ. Ừ, có nhà cửa, có đất nữa hả? Giờ thì nói chung em chưa có gì. Chưa có gì, có nhà cửa cho bố mẹ là báo. Thì em đang ở Bình Dương mà. Ừ, lo cho mẹ, ba mẹ xong xuôi rồi mình mới có tập trung vô mình lo cho vợ con. Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ nếu lấy vợ thì sẽ ở đâu? Nói chung em cũng vẫn muốn làm ở Bình Dương này. Nếu sau này bố mẹ em già có lẽ em sẽ về ở quê. Về Gia Lai? Dạ. Cái chuyện già còn xa lắm. Đương nhiên vợ em ở với em tới đó rồi đương nhiên phải đi theo em rồi. 6 năm trời ở bên nước ngoài có quen bạn gái bên đâu? Dạ, 6 năm bên đó cũng có quen một cô quê ở ngoài Hà Nội. Rồi sao? Nhưng mà sau em bị đá. Ủa sao nãy lúc hỏi tình duyên không kể vụ đó? Dạ, em nói tình duyên em lận đận. Lận đận trong đó có vụ đá trong á. Thí dụ giờ cô bắt rễ được không? Em không thích ở rễ. Sao vậy? Ba mẹ ở vợ gần, cưng lắm luôn. Ở gần thì được nhưng mà em không thích ở rễ. Thật sự ra mình có những mối quan hệ bạn bè mà nhiều khi về cái ví dụ ở với bố mẹ thì bố mẹ lớn tuổi nó sẽ không được thoải mái lắm. Anh vậy ở kế được không anh? Ở kế thì được. Okay, ở gần là được. Được. Với cả anh với bố không mẹ anh chung, thì nhưng cũng, mà ở kế à? Anh cũng không muốn ở chung. Năm 21 có về Gia Lai cũng không ở chung. Ý là mình ở gần thôi. Ở gần thôi. Cho nó chăm có sóc một sớm cái hơn thì được. Hai vợ chồng có trẻ mà có cái không khí nó khác.
Chị thấy cái mặt em cũng có vẻ thích không gian riêng hơn đúng không? À, trên tay chị là những cái yêu cầu của chương trình giúp cho hai bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có gì đó qua lại cho nó vui vui. Bóc một lá đi rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Nắm tay nó khác bắt tay nha. Nắm tay nó khác bắt tay. Thế để anh nắm lại. Em thả ra anh nắm lại. Sao anh run vậy anh? Run hả? Anh không biết nắm lại không anh? Cô nói quá, ta chạy bây giờ. Im lặng và cảm nhận nè. Nhìn nhau 30 giây nè. Nói thật đi anh. Thấy anh run hả? Anh thấy bình thường mà. Vậy anh nói thật đi. Cảm nhận về anh như nào? Thấy nó rất là ấm áp. Còn em? Sao em thấy anh run và anh lạnh lắm chị? Chị cầm tay em cái xem mà. Đúng không? Tay này, tay này bị hơi bị phong thấp, hơi ướt ướt nên nó lạnh. Chứ không phải run, dù khi cái tay ta vậy á, dù khi là ăn giò gà nhiều quá. Đúng rồi, tay hơi lạnh thiệt. Phải hơi lạnh. Rồi, mời em. Yêu cầu hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận. Trời, cái cặp này sướng quá trời, gì nắm tay rồi ôm nhau quá trời cái này, kể xấu nhau rồi không bóc. Chứ nè, đọc cho kỹ, không phải là cài hàng ôm nhau nắm tay đâu nha. Mà tại hai người là có duyên đó, có sự va chạm. Rồi mời bạn trai qua đây đi, chứ không lẽ để bạn gái qua đây cũng kỳ. Ôm nhau 30 giây, ôm nhau nha. Hiểu cái từ ôm nhau không? Mình là có kinh nghiệm nè, ta chưa có được trai đụng vô bao giờ. Em chưa biết gì hết. Đó. Vậy gì sao? Vậy? Ôm nhau mà trời ơi. Không, nghĩ là để cái này là bên phần bạn nữ mà. Nên để cho bạn ấy thực hiện. À. Còn giờ em sang mà là ôm là em phải không? Em là người ôm đúng không? Ừ, kệ đi em. 30 giây cảm nhận. Đủ 30 giây chưa chị? Chưa, sát vô, bớt nói. Tôi không có nhìn đâu. Ôm chặt chặt đi. Được gì chưa? Dạ rồi. Dạ ai rung? Dạ nãy anh rung mà giờ em rung. Anh ấm hơn lúc cầm tay chị ơi. À, người anh nắm, tay dạ, anh lạnh. Dạ đúng rồi. Tay anh lạnh nhưng người anh nắm. Em thấy tim em đập rung quá. Vô đây bắt nhịp tim coi. Bình thường không chị? Hy vọng lần tới tôi bắt nhịp của em là nó có hai nhịp đập. Hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi, trời ơi, 34 tuổi sao không hiểu được. Em cảm nhận sao với cái ôm của cô gái này? Nói chung là em cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thật ra chị tường giỡn để cho hai em vui á, để cho thoải mái. Thật ra đó là những cái mà chương trình cũng muốn tạo điều kiện để cho hai em có những cái trao đổi, có những cái tiếp xúc để mình cảm nhận được nhau. Bởi vì sau cái ôm này là đến cái thời khắc quan trọng nhất. Thật sự có rung động thì mới bấm nút. Không phải bấm nút về lịch sự. Bấm nút là để mình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến tới lâu dài. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn đều bấm rất chậm, nhưng mà cùng một nhịp. Thường ta bấm hấp tấp lắm, 1, 2, 2 rưỡi là bấm rồi, 3 rồi làm tôi hơi bị thót tim, không thấy ai bấm cả. Nhưng mà hai cái tiếng bấm cùng nhau hòa chung một cái nhịp, đây có lẽ là tín hiệu mừng chăng. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau, tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ tại chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh xin phép. Dạ rồi. Trời ơi, nụ hôn mà nó nồng nàn, nó nhìn trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á. Để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Giờ anh giới thiệu họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Em tên Ký Văn Lam, năm nay 30 tuổi, ở Phú Tân, Cà Mau. Chị nghe rõ không chị? Rồi anh làm nghề gì? Em làm, em có mở tiệm nhôm nhỏ ở nhà, làm việc tại nhà chị ấy. Tiệm nhôm hả? Dạ, làm cửa nhôm nè. Tiệm nhôm nhỏ thôi, ok. Rồi anh giới thiệu cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui vẻ với mọi người, với biết nấu ăn ngon gì đó.
Điểm yếu em ít nói. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Mình cứ tự chủ động đi anh. Tại vì lên chương trình là anh phải tự chủ động nói chuyện đó. Dạ. Trong điểm yếu chỉ là ít nói thôi à. Rồi. Vậy thì mình ít nói gì, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ mới trải qua 2 mối tình rồi chị. Rồi anh kể cho em 2 mối tình đi. 2 mối tình đó như thế nào? Anh đã kết hôn chưa? Dạ có một lần kết hôn rồi. Sống với bà xã được 6 năm. Mới chia tay khoảng 3 năm nay. Là mối tình thứ hai á hả? Không, mối tình đầu thứ hai đúng rồi. Tại hồi lúc ấy chưa vợ thì có như bạn tình yêu bên ngoài vậy thôi à. Còn, vậy thôi mình nói kết hôn đi. Dạ. Bây giờ anh lộn gọi là rồi. Nói về từ đầu đi, là quen người ấy như thế nào? Rồi khi nào kết hôn, rồi lý do tại sao hai người lại chia tay? Là cái đầu mối tình đầu thì và quen khoảng mấy tháng chia tay, sau này mới quyết định kết hôn, sống với vợ được gần 5 năm, hơn 5 năm. Tí từ từ, anh gặp vợ anh như thế nào mà anh chưa là sống với vợ anh? Không, là người ta làm mai đó rồi hay chồng tìm hiểu nhau rồi đến hôn nhân làm đám cưới vậy đó. Tiếp đi. Rồi sao yêu nhau, rồi sao lý do tại sao quen nhau được bao lâu, có bao nhiêu người con mà lại tại sao lại chia tay? Sống với nhau khoảng hơn 5 năm nhưng mà chưa đứa con nào chứ. Ủa sao vậy? Ý là tại sao mình chưa muốn có con hay là như thế nào? Cũng muốn có con lắm mà do vợ có bầu khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng là bị hư thai yếu á. Rồi nên ngưng sau này thì chạy năm sau rồi hai chồng chia tay nhé. Do không hợp nhau thì hai chồng chia tay có ra tòa làm giấy ly hôn rồi, có giấy độc thân rồi, có giấy quyết định ly hôn khoảng hơn 2 năm nay. Là đã ly hôn rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Ừ. Ủa là cái lý do ly hôn là tại gì, là chỉ nói vợ không sanh được hay là? Không, tại không phải lý do đó, tại vì trong cuộc sống hôn nhân có nhiều điểm bất đồng quan điểm đó, rồi sau này hai chồng quyết định chia tay đó. Bây giờ em ơi, em cụ thể ra đi, bất đồng cái gì để dẫn đến ly hôn? Tại ở đây có ekip chương trình mình thôi à, sẽ nghe để mà hiểu em hơn thôi, chứ không ai soi mói đời tư. Và nếu như ở đây em kể để mà lên chương trình em cũng phải kể lại luôn á, nên mình phải kể thật. Thì nó kể thật là do nói chung là không hợp nhau quan điểm. Tại vợ em không muốn làm dâu á, còn em là con dốc trong gia đình, cần người nội trợ gia đình á. Vợ em không làm được thì vợ em chán nản, thì vợ em muốn ly hôn thôi, chứ không phải là do em. Không phải là do ai mà cần biết cái tình hình nó như thế nào, lý do gì chia tay thôi em. Có nghĩa là ban đầu là cô ấy làm về ly hôn. Em cứ chia sẻ ra làm sao thôi. Là dạ. Do cô vợ không chịu làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ thì em là có nhà riêng mà chưa lấy vợ là làm dâu nữa hay sao? Dạ nếu sau này lấy vợ dẫn làm dâu, tại vì nhà em giờ còn có mẹ già với em, mà em là chị út trong gia đình, nhà cửa có đầy đủ hết rồi. Là vẫn sẽ phải ở cùng với mẹ em đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi lúc về trước thì còn ông ba mẹ đầy đủ, ông lão em mới mất năm vừa rồi, cả năm nay lúc chia tay vợ khoảng 1.5 năm, ông ba em mới mất. Rồi ok, còn bây giờ em muốn tìm người như thế nào? Em mô tả ra giùm chị. Thì em cũng muốn tìm một người biết hướng nội, biết lo trong gia đình vậy thôi à. Chứ không hướng nội trong gia đình thôi, chỉ lo lắng gia đình con cái trong nhà thôi, không cần làm bên ngoài. Tại vì ở đây em cũng có công việc ổn định rồi, nhà cửa có sẵn, chỉ về nội trợ gia đình với vợ chồng cùng nhau sẽ hạnh phúc thôi à. Rồi nhưng mà công việc em bây giờ thì ổn định chưa? Dạ ổn mà chị. Tại em có làm tại nhà không mà. Chứ công việc tại nhà, ở team em nhà em nuôi tôm nữa.
Nuôi tôm đó hả? Là thu nhập của em tính sao, theo tháng hay theo năm? Tôm thì tính cho hai con nước, một tháng nó có nước 15, nước 30 đó. Mình đặt lú trong vuông nuôi tôm á. Tôm cua, tại em sống miền Tây mà. Thì bán theo nửa tháng với 1 tháng vậy đó, một tháng hai lần vậy đó. Bán đặt lú suốt vậy đó, hết nước cuốn lên vậy thôi à. Còn em làm tiệm nhôm thì ai đặt đồ như là cửa, nhôm, nhà này kia nọ là em làm giao cho người ta như là lấy tiền vậy thôi. Tại là làm cho nhà cho em không à, chứ không làm mướn cho ai. Rồi ok em, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình nha. Ghi anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì em vẫn đi được đúng không? Dạ đúng, được chị ơi. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Dạ, chị ạ. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ. Dạ rồi, chương trình cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi, out rồi. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Ừ, có nghe rõ chương trình. Dạ rồi, chương trình cũng nghe rõ tiếng của anh rồi. Mình bắt đầu phỏng vấn luôn nha. Dạ, em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Tuyến sinh năm 1964, quê của anh thì là ở Ba Vì, Hà Nội, huyện Ba Vì, Hà Nội. Rồi vậy thì anh có ghi hình anh vào thành phố Hồ Chí Minh được không anh? Em đi được ạ. Ok, nói hiện... một chút điểm mạnh điểm yếu đường tình duyên của anh giùm em nha. Hiện tại thì anh đang ở bên Cộng hòa Séc. Thế còn lúc nào khi nào mà chương trình báo trước anh một tháng hoặc là 2-3 tuần thì anh có thể anh về được, tại vì công việc của anh hiện tại là một tháng phải không? Rồi anh rồi ok anh vậy thì bây giờ anh cứ cáp tin đi, anh cứ nói đi ạ. Rồi thì hiện tại là anh nghỉ, anh công việc của anh là không làm gì, cho nên hàng năm anh vẫn thường xuyên về Việt Nam. Đấy, về cái tình trạng hôn nhân của anh ấy thì là từ năm 2012 là vợ anh đã đi kiểu như là có người khác ấy, là đi cặp bồ với người khác, nhưng mà lúc ấy các con nó còn đang đi học, cho nên là anh dừng lại đến năm anh chấp nhận, nghĩa là mọi thứ mọi chuyện gác lại và nhẫn nhịn lại mọi thứ, coi như là cho qua, và vẫn khuyên là vợ quay về. Nhưng mà đến năm 2017 một lần cuối nữa anh gọi tất cả họ hàng rồi anh em con các con ra, nhưng mà mẹ cháu vẫn không sửa đổi mà vẫn giữ nguyên cái cuộc sống gọi là đi ra ngoài có bạn trai. Đấy. Thì là đến tháng 1 2018 thì là anh quyết định ly hôn, là bắt đầu ly hôn cách 2018 ở Cộng hòa Séc. Thì lúc ấy là các cháu thứ hai thì vào đại học, cháu thứ nhất học xong đại học. Thế trong vòng 5 năm qua, là từ năm 2018 đến nay ấy, thì là anh cũng thường xuyên về Việt Nam, rồi cũng có một số người bạn bè giới thiệu, nhưng mà kiểu có một số người ta không nghiêm túc trong cái chuyện kết hôn, cho nên là anh thôi dừng lại. Cộng với lại con thứ hai của anh là đang học dở dang đại học, mà đến tháng 6 vừa rồi là con thứ hai đã xong đại học và có công ăn việc làm ổn định. Hiện tại hai cháu là đang định cư và có quốc tịch tại Vương quốc Anh, và các cháu đã có công ăn việc làm ổn định, và các cháu lúc nào cũng mong muốn cho bố ủa sao ông bị ao? Ông bị ao rồi, chắc là mở nhiều lại. Chắc đang có điện thoại khác á, các chị bấm nick nói ảnh có cuộc gọi á, chờ xíu. Dạ ảnh hình như đang có cuộc gọi khác á chị ơi, chị đợi xíu để anh xử lý rồi anh quay lại nha. Anh này tên gì em? Tên gì? Đỗ Viết Tuyến. Anh này tên Đỗ Viết Tuyến á chị. Chị Trúc ơi, cát lấy anh này nha chị ơi. Anh này chắc phải báo trước đi, chứ còn anh này anh đi nước ngoài vậy rồi. Dạ, mình có nhiều gái nước ngoài không chị?
Mình lấy đi, mấy tháng sau mình ghép. Anh xin lỗi chương trình là vì vừa rồi có cái cuộc gọi vào mà anh bấm tắt thì họ lại nhảy vào. Anh xin lỗi nha. Dạ không sao, vậy mình tiếp tục nha, tiếp tục buổi phỏng vấn. Vâng, thì là bây giờ là hai cháu đều có cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm và có quốc tịch ở Vương quốc Anh. Các cháu đã định cư ở Vương quốc Anh rồi. Thì các cháu lúc luôn luôn mong muốn là bố tìm được một người bạn đời để bố sống cho đến cuối đời, và các cháu lúc nào cũng ủng hộ. Mà các cháu sống rất là tình cảm, vẫn là mong muốn là bố có một cuộc sống như thế. Thế và thế còn về điểm mạnh của anh ấy thì là anh sống theo thiên hướng về gia đình. Đấy, về tình cảm. Đấy, sống rất chân thành. Đấy, chịu nhẫn nhịn được, nhẫn nhịn thì không ai bằng. Nếu mà nói về cái nhẫn nhịn và cái độ lượng, đấy, bao dung độ lượng thì là anh thừa có. Đấy là cái điểm mạnh của anh. Đấy, nghĩa là rất thương người, kể cả anh em họ hàng bạn bè. Thế là anh có cuộc sống của anh là anh có thể là anh lo cho tất cả các anh em họ hàng trong gia đình, nếu anh có điều kiện mà ai có khó khăn anh sẽ giúp đỡ. Đấy, và mong muốn, luôn luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với mọi nhà. Còn khi nếu một khi nào có điều kiện để giúp đỡ mọi người, anh sẵn sàng. Đấy. Còn về vấn đề văn hóa văn nghệ thì anh có một chút thích về ca hát. Trong nhà anh lúc nào cũng có cái bộ karaoke, nên lúc nào anh có một cái niềm vui ở trong cái ca hát, hoặc là đi chơi thỉnh thoảng bạn bè thì cũng có tham gia karaoke rồi hát những cái cuộc vui thì anh cũng tham gia vào chương trình văn nghệ của mọi người. Rồi ok, anh mong muốn tìm một người phụ nữ như thế nào ạ? Anh thì anh rất là mong, bởi vì đến cái tuổi anh là năm nay cũng là 60, gần 60 rồi, anh mong muốn có một người phụ nữ sống thiên về gia đình. Đấy, phúc hậu. Đấy, nhìn con người là phúc hậu, là phải biết bao dung độ lượng, hiểu biết và sống kiểu như là, nói chung là tình cảm, sống thiên về gia đình. Rồi độ tuổi của người đó, rồi điều kiện công việc hoàn cảnh của người đó thì sao ạ? Độ tuổi, ngoại hình, công việc luôn ạ. Nếu mà về anh thích có một cái khuôn mặt không phúc hậu, ví dụ như là anh chỉ ví dụ cho cái khuôn mặt khoảng tầm như hai người, ví dụ như là có khuôn mặt như là Mỹ Tâm chẳng hạn, hoặc là vợ của Võ Văn Thưởng, đấy là những cái khuôn mặt mà, hoặc là Lan Ngọc, đấy là có những cái khuôn mặt mà anh nhìn thấy họ có một cái nét gì đấy rất là phúc hậu và chân thành. Đấy, về độ tuổi thì nếu mà anh thì cũng xem qua rồi, anh rất hợp với cái tuổi gà, mà tuổi gà thì bây giờ chỉ còn một cái tuổi 81 thôi. Cái tuổi 869 thì nó lại nhiều quá rồi. Bởi vì anh thì cuộc sống của anh thì anh lại vẫn là trẻ trung, anh sống vẫn là rất là thanh liêm. Đấy, thì cái tuổi gà mà hợp nhất là cái tuổi 81, còn nếu không thì cũng không quan trọng với cái đấy. Còn nghĩa là nếu mà có một người tuổi 81 thì là tốt hơn, mà không có thì cũng không sao. Nếu còn độ tuổi thì khoảng tầm 37, 38 đến khoảng 45 là cùng rồi. 45 đến 38 đến 45, 46 là cùng. Thì qua 50 thì thế còn ở vùng miền nào được điều kiện thì anh không quan trọng cái vậy, nhưng mà có nghĩa là bây giờ nếu lấy anh thì sẽ đi thì anh sẽ sống ở đâu? Nghĩa anh sống, nghĩa là cánh ở sống ở đâu phù hợp thì anh sống chỗ nào cũng được, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được, ở Hà Nội cũng được, bất được kể. Nếu mà người phụ nữ ấy thích sống ở đâu mà cảm thấy phù hợp hoặc đi theo anh về Hà Nội. Thế còn ở sang, bởi vì anh nghỉ hưu rồi thì anh không thể đón sang bên này, còn hàng năm thì đi du lịch sang vài tháng thì có thể đi được. Nhưng mà nếu mà cuộc sống thì là sống ở Việt Nam. Thế còn đi sang thăm con thì hàng năm năm nào cũng đi được, đi khoảng 3 tháng
đi du lịch thì đi được, nhưng mà để bảo lãnh sang đây là anh không bảo lãnh được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nếu mà mình còn đi làm, mình còn có lương, có mọi thứ để mình bảo lãnh mới được. Bây giờ mình là nghỉ rồi, mình không có bảng lương để bảo lãnh sang bên này, cuộc sống ở bên này. Thế còn đến một lúc nào đó mà người ta không cần đến bảng lương mà người ta cho bảo lãnh sang, thì là anh sẽbảo lãnh sang bên này, cuộc sống ở bên này đi đi về về, chứ không nhất thiết phải cuộc sống phải cố định ở đâu. Nghĩa là sống ở bên châu Âu vài tháng, 2-3 tháng, hoặc là lửa năm vào mùa hè thì sang bên này, mùa đông thì về nhà. Một cân là nhiều tuần nào. Nghĩa là anh thì anh rất là năng động, rất là linh động ở cái chỗ ở. Em hiểu không? Dạ rồi, ok anh. Ở đâu anh hiểu được? Nhỏ ít dạ, vậy thì quá tốt rồi ha. Ok. Đấy, kể cả Đà Lạt bây giờ. Bây giờ anh có dự định là anh muốn sinh con nữa không ạ? Hay sao ạ? Nếu mà sinh con thì anh không muốn. Đấy là nói thật chứ. Đấy. Dạ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh thì anh nuôi con, bởi vì anh tính anh rất cầu toàn. Anh sinh con ra, anh đẻ con ra là con anh nuôi hai cháu nhà anh, là anh nuôi các cháu là hết cỡ luôn. Đấy. Chứ anh không muốn để cho con hơi ốm tí là anh lo rồi. Hoặc không có một chút gì đấy là anh rất là lo lắng. Đấy là anh là con người hay lo. Cho nên là bây giờ mình gần này tuổi rồi, mình sợ mình không lo nổi lúc con ốm đau rồi đến lúc mình nhiều tuổi ấy, thì là mình con là vất vả. Chứ anh không sẽ vất vả. Dạ rồi, ok anh. Vậy nếu như mà được chọn thì bên chương trình liên lạc cho anh trước 1 tháng nha, rồi anh sắp xếp. Đấy, nếu mà rồi. Được thì ở người trong Sài Gòn, tại vì anh rất thích dọc Sài Gòn. Anh rất thích. Từ cái hồi thanh niên anh đã rất là mong muốn, nhưng mà anh không có duyên. Dạ rồi, ok anh. Dạ, tụi em ghi nhận ở đây rồi. Rồi, được rồi ạ. Vậy em cảm ơn anh nha. Có gì bên em liên lạc lại sau nha. Rồi, anh cảm ơn chị nhiều. Chào anh. Dạ. Rồi, ok. Dạ, chương trình cảm ơn anh là buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Rồi, ok nha. Anh dạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các anh chị em trong ban tổ chức. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Vì, alo. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Có. Dạ rồi, chương trình cũng nghe rõ tiếng của anh rồi. Nhưng mà anh để cái camera cố định và anh để xích xuống để chương trình có thể nhìn thấy rõ anh nha. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu phỏng vấn nha. Dạ, em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ.